Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước, sự thật bất ngờ đúng trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Quý Sửu sinh 1973, có lộc trời ban, tiền vàng rủng rỉnh, đổi đời giàu sang tột đỉnh. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh 1973 thân mến, giàu sang mà dễ dàng thì đời không ai nghèo khổ, hạnh phúc mà tới. Cuộc sống ai muốn đơn độc một mình, chính vì sự chiến thắng nó không dễ có được, nên việc phải trả một cái giá tương xứng trong khả năng của bản thân cũng là điều dễ hiểu. Lại nói, nếu ta đã yêu hết mình, đã thương nhiệt tình, đã cho đi chân tình thì nếu có đổ vỡ, chia ly cũng đâu có gì mà cần phải nhìn lại quá khứ rồi sầu bi. Vậy là đã nửa năm trôi qua, hẳn là ai trong chúng ta cũng hy vọng cuối năm nay cuộc sống sẽ khấm khá hơn. Thế nhưng tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn và mọi thành quả đạt được đều sau nỗ lực mà có. Đối với những người cố gắng không ngừng, họ luôn tin vào ngày mai tươi sáng, chỉ cần chăm chỉ thì đến một ngày nào đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, tuổi Quý Sửu biết được điều này thì cũng là lúc cải vận thay mệnh. Phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, đổi đời giàu sang phú quý, và đặc biệt, người tuổi Quý Sửu sinh 1973 còn được thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn. Phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, bây giờ tôi không muốn nói nhiều nữa, chỉ muốn kiếm tiền thôi. Có một lời bài hát nôm na là vậy. Chắc Quý Sửu cũng đang nghĩ vậy. Nhưng Quý Sửu à, tiền cuối cùng chỉ là công cụ, đừng để nó thành mục đích sống. Ta có thể nghèo, cũng có thể nói, cũng có thể khó khăn hoặc vất vả ngược xuôi một tí, nhưng ta sẽ không hiền mà cũng không quỳ trước vật chất. Phụ huynh ta làm gì ta còn có thể làm, ta kiếm gì ta còn lắm trách nhiệm phải gồng gánh trên người. Chỉ có vậy, không đáng để vì tiền mà đánh mất hay đánh mất những cái giá trị nhân văn hay sự thoải mái của tinh thần mình trong cái kiếp làm người này. Nên hãy cứ chiến, cứ cố, cứ phấn đấu và cứ nỗ lực. Còn lại trời biết, đất biết, người không biết thì quỷ thần biết. Chỉ cần Quý Sửu làm đúng, chỉ cần hành vi của Quý Sửu không sai, thêm chút nhân văn và thiện tính vào trong đấy thì sớm hay muộn, Quý Sửu sẽ được đầy tài lộc mà thôi. Nếu Quý Sửu thật sự nghiêm túc muốn thay đổi, cuộc đời Quý Sửu sẽ tìm được đường hướng. Nếu không, Quý Sửu sẽ tìm được một nguyên do để đổ tại. Lời này không phải là tử vi mà là để nhắc nhở rằng, khi có đoạn thử thách đã qua rồi, khi cái con người đúng của Quý Sửu đã thức dậy rồi, cũng là lúc thời thế sắp tới cho Quý Sửu được sự thông thuận cùng một chút may mắn, mà ngay ngắn ngồi viết lại cuộc đời mình một chương mới, một diễn biến mới, một cái kết mới, hạnh hòa và nhiều phần an yên. Những cái mạnh mẽ mặc định rằng, cười lên và nói rằng tôi ổn. Vì thế giới này sẽ chẳng có một người thật sự quan tâm, chẳng chờ đợi gì từ người nào khác cả, vì cuối con đường cũng chỉ còn là chính ta với bản ngã đồng hành. Ở đời, không ai muốn phải trở thành kẻ mạnh mẽ, nhưng đôi khi nó là điều Quý Sửu cần phải làm trong những giai đoạn sóng gió nhất của nhân sinh. Ngày mai khi mặt trời lên, một ngày mới lại bắt đầu, tất cả chúng ta lại phải chiến đấu và đối diện với những suy tư của chính mình. Có thể lúc này đây hay khuya,
đêm nay sẽ không ai ở bên cạnh Quý Sửu cả, nên chỉ biết nhắn nhủ rằng mong Quý Sửu một đời an ổn. Trong 12 con giáp thì con giáp tuổi Quý Sửu là cầm tinh con trâu, hình ảnh con trâu đã gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người nông dân Việt Nam ta, thể hiện sự lao động cần cù, vất vả. Vì thế, năm Sửu cũng là năm tượng trưng cho sự thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn. Người sinh năm Sửu đa phần là người đáng tin cậy, họ sống có nguyên tắc trong công việc, không ngại gian nan, họ làm việc cẩn thận, không biết mệt mỏi là gì. Chắc hẳn bạn cũng từng nghe qua câu cực như trâu mà người Việt ta hay nói dí dòn rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, trong sự nguyên tắc vẫn luôn tồn tại sự công bằng. Họ biết lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng đôi khi bạn muốn thay đổi quan điểm của họ cũng rất khó khăn đấy. Những người tuổi Quý Sửu mệnh mộc có tài lãnh đạo, tổ chức quản lý người khác, họ có lập trường chắc chắn, vững vàng, lòng quyết tâm cao. Chừng nào chưa đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại, khát vọng vươn lên trong cuộc sống là động lực để họ không ngừng tiến lên phía trước, gặt hái được nhiều thành công. Những người này không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm, đối với họ, càng gian nan, thử thách bao nhiêu thì chiến thắng càng vang dội, vinh quang bấy nhiêu. Bên cạnh đó, người tuổi Quý Sửu còn được trời phú cho khả năng làm quản lý, cho dù trình độ, năng lực của họ không được cao siêu, nhưng ở bất cứ công việc nào, khả năng quản lý của họ là rất tốt, hiệu quả công việc của họ tốt hơn những người bình thường gấp nhiều lần. Người tuổi Quý Sửu thích hợp với vai trò là người chủ hoặc người quản lý, họ thích hợp với môi trường làm việc tập thể. Chỗ đông người, ở đó, họ dễ trở thành những người lãnh đạo, quản lý xuất sắc mà ít người có thể đạt được thành công như họ. Với tính cách của tuổi Quý Sửu, chuyện tình cảm hoàn toàn được xác định rất nghiêm túc. Rõ ràng, yêu có nghĩa họ xác định sẽ kết hôn với người đó. Họ say mê và tự hào với tình cảm thiêng liêng này và thường dùng những từ ngữ có cánh để ca ngợi người yêu của mình. Muốn cho tất cả mọi người biết rằng, người yêu của mình xinh đẹp, đáng yêu như thế nào. Những người thuộc tuổi Quý Sửu thường mang đầy đủ đức tính cần cù, trung thực và đáng tin, với tinh thần trách nhiệm và khả năng tự lập đáng kinh ngạc. Họ còn được biết đến với tư duy logic sắc bén và khả năng đối phó với những thách thức phức tạp để thiết lập một mối quan hệ tốt. Với người tuổi Quý Sửu, việc tôn trọng tính cách riêng của họ, thấu hiểu cả khía cạnh mạnh và yếu của họ, cùng việc chú ý đến cách giao tiếp, sẽ giúp họ đạt được sự hòa hợp tốt nhất. Người tuổi Quý Sửu là con giáp rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng, nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, Quý Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Quý Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, mà ngược lại họ luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Những người này trung thực, hào phóng. Ngoài ra, sự thân thiện của họ còn thu hút nhiều bạn bè xung quanh, và chính những người bạn này sẽ hỗ trợ cho tuổi Quý Sửu rất nhiều trong công việc. Họ có tham vọng, gây sức ảnh hưởng tới người khác và tạo nên một đế chế hùng mạnh cho riêng mình. Những người thuộc cung này thường thích theo đuổi những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Vì thế, cho dù họ không trở thành doanh nhân thì cũng vẫn có khả năng kiếm được rất nhiều tiền. Tuổi Quý Sửu có tầm nhìn dài hạn nhưng cũng rất nhạy cảm, thích mạo hiểm. Họ sẽ sử dụng những cách thức khác biệt để đạt được điều mình muốn. Tuy nhiên, ngay cả đối với những lý tưởng của mình, họ vẫn sẵn sàng thay đổi, chấp nhận rủi ro cuộc sống. Họ là những người giàu nghị lực và lao động không biết mệt mỏi, luôn phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cũng như cho cuộc sống của gia đình mình. Hầu như những người tuổi Quý Sửu đều thích cảm giác an toàn. Tuy nhiên, một lúc nào đó, họ cũng có thể chấp nhận sự mạo hiểm để sự nghiệp của mình được tiến triển tốt đẹp. Xem tử vi thấy rằng, cuộc sống của người tuổi Quý Sửu từ thuở nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, gian khổ. Vì vậy, họ sớm ý thức được ước mơ, hoài bão của mình, trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng. Họ đạt được nhiều thành công và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc,
ổn định. Trong cuộc đời, tuổi Quý Sửu có nhiều bạn bè tri kỷ tốt. Mỗi khi hoạn nạn đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Nếu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Nữ mệnh tuổi Quý Sửu là những người rất mạnh dạn, luôn chủ động trong mọi việc chứ không có thói quen chờ đợi người khác. Tuy nhiên vào những lúc cần thiết, họ lại dịu dàng, ngoan hiền. Chính đặc điểm, tính cách này đã giúp họ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người khác giới. Nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn, phải đi vào hậu vận thì gia đình trở nên khá giả, nhờ con cái mà cuộc sống có nhiều niềm vui. Nam mệnh tuổi Quý Sửu rất kiên trì trong chuyện tình cảm và không bao giờ lùi bước trước những khó khăn. Cho dù thất bại trong tình yêu thì họ cũng tiếp tục tin tưởng về một người xứng đáng dành cho mình. Họ cũng là những người rất tích cực, thích tham gia vào các hoạt động xã hội, không thích những người phụ nữ hướng nội hoặc trầm tính quá. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Quý Sửu sinh 1973 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Theo đánh giá tổng quan thì nhận thấy, thời điểm này đem tới khá nhiều may mắn cho người tuổi Quý Sửu, do được nhiều các tinh chiếu mệnh, nên bạn làm việc gì cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn người khác, thậm chí Quý Sửu còn gặt hái được kết quả tốt hơn dự tính. Trong thời điểm này, người tuổi Quý Sửu cần phải tuân thủ tuyệt đối pháp luật, thận trọng khi vướng vào tranh chấp, quý nhân tam hợp tỵ, dậu, sửu, nên cả về công việc cho đến chuyện tình cảm đều khá thuận lợi. Hung tinh duy nhất trong thời điểm này là bạch hổ chủ quả huyết quang, có điểm cãi cọ mà liên lụy đến tòa án, cơ quan chức quyền. Tam hợp nâng đỡ nên sự nghiệp tiến triển suôn sẻ, khiến bạn luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình, Quý Sửu phát huy được điểm mạnh của bản thân, lại thêm mối quan hệ xã giao hài hòa, nên việc khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành đúng kế hoạch, thậm chí Quý Sửu còn có cơ hội thăng tiến trong thời điểm này. Tài lộc cũng có nhiều điểm sáng, thời điểm này thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Những quyết định đúng đắn sẽ giúp Quý Sửu trở thành người dẫn đầu xu thế, kiếm về một khoản bộn tiền. Phương diện tình cảm cũng có dấu hiệu khởi sắc, người độc thân có thể tình cờ gặp được nửa kia trong những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc trong một tình huống mà Quý Sửu không ngờ tới. Trong khi đó, người có đôi có cặp luôn chân thành, quan tâm và lo lắng cho nhau. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Quý Sửu sinh 1973 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sinh 1973 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu cho thấy bản mệnh sẽ có một khoảng thời gian làm việc cực kỳ hanh thông, thuận lợi. Một phần là nhờ sự giúp đỡ của tam hợp, thời điểm này rất thích hợp để bạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch đã được xây dựng từ trước đó. Người làm công ăn lương nhận được sự ưu ái của lãnh đạo, hơn nữa, bạn còn là người có kinh nghiệm, có năng lực, điềm tĩnh, chín chắn, nên thường được giao cho những nhiệm vụ trọng đại. Hãy tin tưởng bản thân và chấp nhận thử thách, bạn sẽ dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Một số người thể hiện được năng lực lãnh đạo của mình, bản mệnh có cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề chính xác, có tài thuyết phục người khác ủng hộ và nghe theo mình. Nhờ thế mà bạn có thể hướng dẫn mọi người đi theo con đường đúng đắn, đem về lợi ích cho công ty. Với những người làm lao động tự do hay tìm việc làm thêm, nếu đang tìm kiếm công việc trong thời điểm này, nhiều khả năng Quý Sửu cũng sẽ tìm được công việc như ý. Hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm của bản thân, Quý Sửu có thể gây ấn tượng mạnh mẽ cho nhà tuyển dụng. Bản mệnh hãy tự tin phát huy những điểm mạnh của mình. Bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, trở thành một điểm sáng trong tập thể, khiến lãnh đạo phải chú ý và tạo cơ hội để cất nhắc. Cục diện tam hợp đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh, bạn phát huy được ưu điểm của mình như tập trung nghiêm túc, có trách nhiệm nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc con giáp này đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, tương lai giữ một vị trí cao hơn trong tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình,
bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công hay được đánh giá cao đến mức nào, bản mệnh cũng không được cho mình cái quyền kiêu căng, coi thường người khác, bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối sẽ xảy ra. Con giáp này nên chú ý đến cách hành xử với mọi người xung quanh, đặc biệt cần nói năng cẩn trọng, có cách ứng xử linh hoạt, phù hợp với những tình huống khác nhau. Tuổi Quý Sửu không nên tỏ vẻ coi thường người khác, coi thường những công việc quen thuộc kẻo sẽ rất dễ vướng vào những khúc mắc không đáng, khiến cho hình tượng của bản thân bị ảnh hưởng. Bạch Hổ tinh gặp cát giận nên người tuổi Quý Sửu có điềm lên chức hoặc được lãnh đạo tin tưởng mà giao thêm quyền. Bạch Hổ vốn là một hung tinh, nó xuất hiện khi có điềm thủy hỏa tương tranh, nên kim khí của nguyệt lệnh đã làm giảm bớt sát khí của nó. Người tuổi Quý Sửu chỉ cần chú ý không nên vướng vào mâu thuẫn thị phi mà thôi. Ngoài ra, các khí được nguyệt lệnh che chở, thực thần tọa mệnh sẽ đem về điềm may mắn cho Quý Sửu, bản mệnh trở nên hòa bình, cách cư xử cũng nhân hậu rộng rãi, không tranh chấp với bất kỳ ai, chỉ muốn cống hiến hết khả năng của mình, khi làm việc cũng không thích độc tài, chuyên chế, bắt mọi người phải theo ý mình. Khi công việc kết thúc thành công, cũng không lo lắng xem mình có phần nào trong đó không. Bạn sẵn sàng hy sinh vì đồng đội mà không cầu đền đáp, đức tính này cộng thêm quý nhân tam hợp che chở, khiến vận sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Sửu sinh 1973, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu cho thấy, bản mệnh sẽ kiếm được một khoản rủng rỉnh trong thời điểm này, nhờ vậy mà bạn không cần phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh. Chắc hẳn chẳng có lãnh đạo nào lại keo kiệt không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn. Cầm khoản tiền hậu hĩnh trong tay, bản mệnh lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại. Các mối quan hệ hài hòa do tam hợp đem lại giúp bạn nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn tồn tại, thậm chí tìm ra hướng đi mới cho công việc làm ăn, khiến đồng tiền chảy về trong túi thuận lợi hơn trước nhiều. Quý Sửu cũng có thể là người mở lối đi riêng, chỉ huy nhân viên cấp dưới hoặc những người tin theo mình, đi theo hướng đúng đắn. Nhờ vậy, bạn không chỉ làm giàu cho riêng mình mà còn giúp những người xung quanh được dư giả. Con giáp này có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải sợ hãi trước sự cạnh tranh của đối thủ. Nếu có ý định đầu tư trong thời điểm này thì Quý Sửu có thể cân nhắc cẩn thận và tiến hành. Nếu trong những lĩnh vực mới, Quý Sửu nên bình tĩnh làm từng bước một để tránh sai sót không đáng có. Tuy nhiên, cũng có những lúc tuổi Quý Sửu cần để ý đến cách hành xử của mình, chớ nên cư xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan, coi thường những công việc đã quá quen thuộc. Mọi điều bất chắc vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. May mắn gặp thực thần dựng nên các lợi, khi có thực thần xuất hiện thì người tuổi Quý Sửu có thể kê cao gối mà ngủ, không bị ưu phiền về tài chính quấy rầy nữa. Bản mệnh hoàn toàn chuyên tâm phát huy năng lực và chuyên môn, giúp túi tiền của mình thêm rủng rỉnh. Thực thần giúp người tuổi Quý Sửu có thể theo đuổi lý tưởng, tiền tài, mà cũng có thời gian để hưởng thụ cho chính mình. Người này kiếm được tiền thì tất phát tài phát lộc. Với tính cách thận trọng, biết giữ tiền của nên vận tài chính tương đối khả quan. Có điều, chớ quá thật thà mà bị lừa gạt về tiền bạc. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Quý Sửu sinh 1973, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh 1973 cho thấy rằng, phương diện tình cảm của người tuổi Quý Sửu cũng có những điểm sáng đáng mừng. Dù còn độc thân hay đã có đôi có cặp, đã lập gia đình, bạn đều được tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình. Bạn được tận hưởng hạnh phúc nên tâm trạng lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ, đem niềm vui đến cho mọi người. Với người còn độc thân, bản mệnh ngày càng tự tin hơn nên sẵn sàng là người chủ động. Phong thái của bạn cũng thu hút được sự chú ý của nhiều người xung quanh. Bạn có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Đôi bên hãy dành thời gian trò chuyện tìm hiểu nhau, rất có thể mối quan hệ của hai người sẽ bước sang một trang mới. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể được người thân quen giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng.
Hãy mở lòng mình để có thể đón nhận hạnh phúc, bởi biết đâu đó chính là người bạn vẫn luôn chờ đợi. Bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc các buổi gặp gỡ bạn bè trong thời điểm này. Rất có thể bạn sẽ tìm được người có nhiều quan điểm trùng hợp với mình ở đó. Với những thành tích xuất sắc trong công việc, Quý Sửu cũng có thể trở thành thành viên nổi bật trong tập thể, khiến nhiều người khác giới chú ý. Bản mệnh cũng có thể cân nhắc phát triển mối quan hệ với ai đó cùng văn phòng hay trong công ty, bởi họ là những người bạn đã biết từ trước đó. Với những người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng khăng khít hơn. Hai người có suy nghĩ ngày càng chín chắn nên không còn tranh cãi với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Càng may mắn hơn, đôi bên còn là chỗ dựa vững chắc của nhau, truyền động lực để cùng nhau tiến về phía trước. Đôi bên được sự thấu hiểu của nửa kia, nên dù bận rộn không có thời gian quan tâm nói lời thăm hỏi thì đối phương cũng không trách móc. Nhờ tìm được nửa kia thấu hiểu mà bạn cũng yên tâm, tập trung hơn cho sự nghiệp. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà cũng khá yên bình, dù giữa đôi bên vẫn còn những quan điểm khác biệt. Song Quý Sửu biết đặt mình vào vị trí của đối phương, không còn cứng đầu cứng cổ hoặc bắt đối phương phải nghe theo mình nữa. Những khó khăn bất chợt xuất hiện cũng không còn quá đáng sợ, bởi bạn biết nửa kia sẽ là hậu phương vững chắc, đem lại cho mình niềm tin và sự dũng cảm đối diện với những điều chưa biết trước. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Sửu sinh 1973 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Sửu không được tốt cho lắm, do chịu tác động của hung tinh Bạch Hổ xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo bản mệnh có thể vướng vào họa huyết quan trong tháng này. Vì thế, bạn cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, tránh làm việc khi mệt mỏi, thiếu tập trung kẻo gây ra sự cố đáng tiếc. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi bất thường, tuổi Quý Sửu cũng không nên giấu bệnh mà cần sắp xếp thời gian đi khám ngay. Phát hiện bệnh càng sớm thì quá trình chữa trị càng đơn giản, nhanh chóng và ít tốn kém hơn. Theo tử vi, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp khuyên rằng, dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng nên chú ý đến việc nghỉ ngơi, đừng nên làm việc quá sức khiến tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi, thậm chí là ủ bệnh. Con giáp này cần nhắc mình duy trì lối sống điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn, không nên làm việc quá sức kẻo ngã bệnh. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Quý Sửu sinh 1973 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh 1973. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Quý Sửu trong thời điểm này đã bắt đầu khởi sắc khi bạn biết trân trọng hơn mối quan hệ đang có. Sự thật là chúng ta sẽ không bao giờ tìm được một người hoàn hảo, nên có một người tốt bụng, yêu thương và trung thực ở bên đã đủ tuyệt vời lắm rồi. Lại thêm thái âm các tinh tốt cho nữ mệnh có được nhân duyên tốt đẹp, sức khỏe dồi dào. Tử vi từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của con giáp tuổi Quý Sửu khá thanh nhàn. Khi bạn đủ bình tĩnh để xử lý hết việc này tới việc khác, bên cạnh đó, bạn còn giải quyết mọi việc rất có lý có tình và được khen ngợi. Có thể thấy, Quý Sửu đang sở hữu phẩm chất đạo đức vĩ đại, cao quý nhất của con người. Thiên tài mang tới tiền bạc cho tuổi Quý Sửu vào ngày đầu thời điểm này, nhưng những rắc rối sẽ liên tiếp diễn ra ngay sau đó. Vì thế, khi có chút tiền thì cần biết cất giữ cẩn thận, đừng tiêu xài quá tay, rồi cuối cùng bạn chẳng giữ được gì. Một số kế hoạch nên tạm hoãn ở ngày cuối thời điểm này để tránh một số rắc rối có thể xảy ra. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: đen, đỏ. Con số may mắn: 40, 53, 29, 70, 74. Tử vi từ ngày 28 đến hết tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh 1973. Con giáp tuổi Quý Sửu đón nhận nhiều niềm vui trong thời điểm những ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Với những trải nghiệm mới và thú vị, Quý Sửu cảm thấy như đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ, đầy phức tạp nhưng đẹp đẽ. Người tuổi Quý Sửu cảm nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ một nửa của mình trong những ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Tuy nhiên, đừng vì thế mà quá phụ thuộc vào người ta, Quý Sửu nhé. Thiên ứng giúp cho ngày đầu thời điểm của Quý Sửu thuận lợi, hanh thông. Nhờ đó mà thời điểm này bạn kiếm được tiền, có được vị thế trong công việc và nhận được sự ghi nhận từ cấp trên.
Một số trở ngại trước đây cũng bắt đầu được tháo gỡ khi bạn sáng suốt hơn trong cách giải quyết vấn đề. Sao Thiên Đức ghé thăm là cơ hội để bản mệnh có thể phát tài, phát lộc trong những ngày này, nhất là những ai đang đầu tư dễ có cơ hội thu hút nhiều lộc lá về mình. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Dần và Thân. Màu sắc may mắn: vàng, kim, trắng. Con số may mắn: 99, 40, 72,16. Bí quyết cải mệnh của tuổi Quý Sửu sinh 1973 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Mọi thứ đều là vô thường, điều đó có nghĩa là bất kỳ sự vật nào tồn tại trên đời này được không thể giữ nguyên mãi, không thay đổi và tiếp tục duy trì hình dáng ban đầu. Nó luôn luôn thay đổi bản chất của nó, sẽ từ từ thay đổi và cuối cùng sẽ biến mất. Ví dụ thân thể chúng ta luôn luôn chuyển hóa, trải qua sinh lão bệnh tử, rồi cuối cùng biến mất trên khỏi đời này. Kể cả núi sông, đất trời, đại địa và vũ trụ cũng vậy. Chúng đang trải qua quá trình thành sống, thay đổi, không sinh sống và chết. Hãy tu tâm để thấy mọi thứ trên đời này đều là vô thường. Khi thấu hiểu được điều này, bạn sẽ không còn đau khổ hay bất an nữa. Chấp nhận mọi sự việc một cách nhẹ nhàng, đời người đặt ngắn ngủi, để rồi thoáng chốc hiểu ra một điều: được sống thanh thản, hưởng trọn niềm yêu thương là điều quý giá. Các bạn nên hạn chế việc đổ thừa cho hoàn cảnh, cho số phận, cho cái này cái kia. Nếu bỗng một ngày mọi việc xảy ra không như ý muốn, người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, người giàu có nỗi khổ của người giàu, chẳng ai sung sướng mãi mãi cả và cũng chẳng ai khổ hoàn toàn cả. Nghèo khổ vì không đủ no ấm, giàu khổ vì áp lực mất tiền vào tay kẻ khác, tất nhiên là còn hàng trăm ngàn lý do khác. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.